vị thân mến, chúng ta đang đến giai đoạn rất quan trọng của chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu ngày hôm nay. Đó chính là giai đoạn quyết định. Bây giờ thì hai bạn ấy sẽ tiến lên sân khấu, sẽ nhìn tận mặt nhau xem coi cái cảm xúc lúc này sẽ như thế nào nha. Xin mời hai em tiến lên đây nào. Này. Em đi, em thấy hai gương mặt này giống nhau không? Em thấy thôi, bây giờ mình đi về, mình nghỉ được rồi đó anh. Không phải, anh với em bây giờ là đi về chuẩn bị đồ đi đám cưới. Ờ dạ. Em thấy cái nãy giờ tự nhiên cái là hai bạn bước lên cái dưới chân mình nó giống như điện. Đó. Bây giờ hai em sẽ trò chuyện với nhau một chút nữa nha. Rồi trước khi mình đưa ra quyết định, mời các em. Nãy giờ có cái gì chưa hỏi, bây giờ hỏi đi. Chào anh. Chào em. Anh cũng mới về nước thôi. Anh tại vì công việc ở bên hàng rất là bận, anh cũng muốn là có thời gian riêng cho mình nên anh quyết định về nước, nhưng mà anh vẫn có những cái dự định trong tương lai thì không biết là em có phải là một người có thể là san sẻ, có thể là thông cảm cho một người đàn ông mà lúc nào cũng làm việc nhưng mà vẫn luôn sẽ dành thời gian cho em. Đối với em thì người đàn ông quyến rũ nhất sau khoảnh khắc vào bếp thì chắc là làm việc là thời gian quyến rũ nhất. Nhưng mà nếu mà anh đi công tác có thể đưa em theo không? Anh có thể đưa em theo được. Trong những chuyến đi mà vừa là công việc và vừa có thể là dành một chút thời gian riêng cho em. Ngoài ra thì em còn có mong muốn gì ở một người bạn trai hay không? Em thì ở với bố ở trong Nam, còn mẹ em thì ở ngoài Bắc, bởi vì do công việc nên là gia đình em xa nhau một chút. Nhưng mà em thì thường xuyên bày ra, bố em cũng thế. Thì không biết là nếu mà em ở đâu thì anh cũng đi theo em hay là anh sẽ chỉ ở Sài Gòn thôi ạ? Anh có thể theo em nếu em nói anh theo em. Hai em ơi, từ đầu chương trình đến giờ hình như mình chưa nói cho nhau nghe về cái tên thật của mình. Dạ vâng, em tên là Mai Anh, em sinh năm 93. Hiện tại em đang là một người mẫu ảnh, một diễn viên tự do. Anh tên thật của anh là Phan Nhân. Hiện tại công việc của anh là giám đốc vùng của Việt Nam, Singapore và Philippines. Anh nghĩ rằng có lẽ như đó thôi. Anh biết rằng mọi người cũng đang nôn nóng muốn biết cái kết cục như thế nào và hai em cũng như thế. Vậy thì ngay bây giờ hãy xoay lưng lại với nhau. Sau 3 tiếng đếm của anh, suy nghĩ thật kỹ và quyết định quay lại hay không nha. Nếu quay lại thì chúng ta hãy trao cành hoa của chúng ta cho người bạn của mình. Còn nếu như thấy rằng là mình chưa thật sự phù hợp thì mình có thể bước về chiếc ghế của mình. Xin hãy nhớ lại tất cả những cảm xúc mà đối phương để mang đến cho mình. Quyết định thật kỹ nha. Anh thấy hai bạn này có quá nhiều điểm chung. Thật sự, ngay cả khi hai bạn chưa nhìn thấy nhau thì đã thấy cái sự kết nối đó rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Wow. Anh nói anh yêu em, anh yêu nhiều lắm, và anh sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù cả thế gian quay lưng về ta, anh cũng sẽ bên em bằng tất cả. Mơ như anh vẫn đã từng mơ, sẽ có chúng ta ở trong bức tranh, cùng gió mây, cùng em và anh. Anh yêu em, anh yêu nhiều lắm, và anh sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù thế gian quay lưng về
ta, anh vẫn sẽ ở đây. Anh thường hay ngồi mơ đẹp đôi quá. Ở phía đằng sau là khu vườn hoa, rồi có đôi bạn già, có anh và em ngồi uống trà là nhìn thời gian. Tìm đâu nữa. Nhìn một cặp giống như trời xanh vậy đó. Gương mặt, móc dáng, làn da, đường nét, có cái gì đó rất là hài hòa với nhau luôn á. Em muốn biết là cảm xúc của hai bạn bây giờ như thế nào. Tại vì trong cái quá trình mà chạm nhau thôi thấy xúc động lắm rồi. Bây giờ thì cảm thấy sao? Phan Nhân, sao em? Cảm giác của em bây giờ cũng giống như lúc nãy thôi. Lúc mà chạm vào bạn thì em có một cảm giác rất là đặc biệt. Thì bàn tay của bạn rất là mềm. Và nói chung là em cảm giác là tim em đập nhanh hơn. Nhân ơi, bây giờ nếu như và Phương yêu cầu là hai bạn có thể ôm nhau một cái để xem cảm xúc nó như thế nào so với lúc trước thì có được không? À, xin lỗi, cái này phải hỏi bạn nữ. Hỏi mấy anh chứ. Em có đồng ý là bây giờ em thử em ôm bạn Nhân một cái để xem cảm xúc của mình so với hồi nãy thì có được không? Dạ vâng, được các bạn. Mọi người cho một tràng vỗ tay đi. Sao Mai Anh, cảm xúc của em thế nào khi em gặp Phan Nhân? Em thấy anh ấy khá là dễ thương ạ. Và chiều cao thì cũng xem với em. Cũng có, với em, có vẻ hợp ạ. Gương mặt thì sao? Có phải giống như cái mẫu người mà em nghĩ không? Trong anh ấy thì em không nghĩ anh sinh năm 88. Em nghĩ là sẽ trẻ hơn. Gương mặt trẻ hơn tuổi rất nhiều đúng không? Dạ vâng. Trời ơi, nguyên cặp tiên đồng ngọc nữ quý vị ơi. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau. Hai mảnh ghép đã kết hợp lại với nhau tạo thành một bức tranh. Và hy vọng rằng cái quãng đường sắp tới, các em sẽ tiếp tục cùng nhau chia sẻ những cái khoảnh khắc ngọt ngào giống như ngày hôm nay nha. Nếu như có gì vui, nhớ nói về cho chương trình cho anh chị biết với. Đồng ý không? Dạ. Dạ đồng ý ạ. Chúc mừng hai em bạn. Và mời hai em bước vào cánh cửa hạnh phúc. Thần lòng muốn nói anh yêu em, anh yêu nhiều lắm. Và anh sẽ nói thêm vạn lần nữa. Dù cả thế gian quay lưng về ta. Wow, anh cũng sẽ bên. Cảm giác lâng lâng. Chương trình này của chúng ta cũng đã gắn kết được cho không ít cặp đôi. Nhưng mà tự nhiên cảm nhận cái cặp đôi này có rất là nhiều cái nét tương đồng với nhau. Và anh thấy họ đúng là một cặp thật sự. Và hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm cái công việc kết nối này cho những cặp đôi ở những chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu lần sau nhiều hơn nữa quý vị ơi. Và đến đây thì chương trình Mảnh Ghép Tình Yêu hôm nay xin được phép kết thúc. Quý vị thân mến, chương trình do Aqua Blue Media phối hợp cùng với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Anh cũng hay ngồi mơ rồi vẽ ngôi nhà, ở phía đằng sau là khu vườn hoa, rồi có đôi bàn già. Khi lúc mình chạm vào tay của Man, xong rồi Man lúc mà Man chạm lên mặt mình thì một cái cảm giác rất là rõ ràng, mình có một cái cảm giác rất là rõ ràng. Thì mình biết là lúc đó là mình nên chọn ai. Em có nghĩ là em có thể mở lòng cho anh tìm hiểu em hay không? Nếu mà anh chấp nhận một người mà khi yêu rất trẻ con thì cũng được ạ. Yêu em phải chăng là đúng nếu thế giới còn